Mình như một em thấy bé vậy trời. Mình như một kim thấy bé vậy mà mình. Chả ủa chứ nãy anh Huyền kêu em mà em nghe hả nó
Trời, ông đứng ngoài cửa ông kêu nó mở cửa, khách vô, mình tưởng đâu anh Bi mình thấy hồng chứ. Đứng ngoài cửa ông gõ cửa ông kêu luôn mà không nghe. Nhưng mà sao chị kêu em nghe? Hồi đó chị anh Hiệp kêu cái không nghe cái chị kêu em nghe. Thì đó vậy em, thì nó kêu nó không nghe. Ông đập cửa rồi ông kêu nữa. Thế gì ba? Cái này chúa quá, tự nhiên khó chịu. Nhá mát rồi đi. Qua ta lên ngồi mát hầu. Tép nó quật quốc thẳng ra luôn.
Ừ.